Và tiếp theo đây, thưa quý vị, đoàn trống Thiên Ân, đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Này các bạn trẻ, đừng sợ vì gặp sự thất bại, chỉ sợ đánh mất lòng quyết tâm mà thôi. Hùng khí con rồng chéo tiên sẽ nung nấu bạn, vươn vai thành phù động, mang tinh thần quyết chiến quyết thắng của Quang Trung Đại Đế, làm rạng danh dòng giống Việt Nam. Đây là phần trình diễn của đoàn trống Thiên Lân qua tác phẩm Tiếng Trống Khai Quân. My sister is my best friend. We do everything together. She's my superhero. Why wouldn't she be? She's strong, she's tough, she can jump high. My sister is smart too. She can always find me when we're playing hide and seek. She's my best friend and I never imagined her leaving me. She did. She stopped playing with me. She doesn't play with me anymore. Just don't know why. Sometimes she yells at my mommy and daddy and I get so scared and hide under the bed. I don't want her to find me. I don't want him to find me, but he did, and he was crying. I knew she was crying because she was scared. Scared of not being good enough. Scared of failing. And scared of life. But what is there to be afraid of? Wherever she goes, I will follow. Whenever she's frustrated, I will help. No matter what she does, I will always love her. Let's forgive and forget so we can play again. Whatever you do, you will always be my superhero. Thank you.
moment. I'm not gonna waste it. Standing together, our worlds have collided. This won't be forever, so I'll try to fight it. We're beautiful now. Always be my superhero. Phần trình diễn vừa qua của đoàn trống Thiên Ân. Xin thành thật các em, cảm ơn các em trong đoàn trống Thiên Ân. Và kính thưa quý vị, sau đây thì chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị một số những quý vị mà đã tham dự trong chương trình ngày hôm nay trong cuộc diễn hành trên đại lộ Trần Hưng Đạo. Chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị ban giám khảo cho thể thức chấm điểm cuộc thi xe hoa diễn hành Tết năm 2019. Và thành phần ban giám khảo gồm có 5 vị sau đây. Ba kỹ sư Tạ Trung là trưởng ban. Và sau đó là cô Mai Ly, bác sĩ Trương Như, sư cô Ngọc Liên, anh Alan Võ Ford. Và người kế tiếp chúng tôi được biết tham dự trong thành phần của ban giám khảo đó là dược sĩ Linh Bùi. Xin một tràng pháo tay thật lớn cho 6 vị trong ban giám khảo sẽ lần lượt xem qua các xe hoa để chấm điểm với các thể thức như sau. Vâng, và nói về thể thức để chấm điểm thì chúng tôi sẽ dựa theo 3 tiêu chuẩn sau đây. Thứ nhất là về phần mỹ thuật, là vẻ đẹp ở bên ngoài, sự trang trí của chiếc xe hoa. Và kế tiếp là phần kỹ thuật, tức là sự quy mô của chiếc xe hoa. Và sau cùng là phần nội dung. Vâng. Ý nghĩa gắn liền với văn hóa Việt Nam, ý nghĩa gắn liền với diễn hành Tết của người Việt Nam và ý nghĩa gắn liền với chủ đề Mừng Xuân Chiến Thắng Đống Đa. Đó là 3 tiêu chí để ban giám khảo dựa vào chấm điểm cho những xe hoa. Chúng ta có tổng cộng 10 xe hoa sẽ lần lượt diễn hành qua khán đài. Quý vị cùng chúng ta sẽ chiêm ngưỡng những nét đẹp của mỗi xe hoa và ban giám khảo sẽ có kết quả công bố sau đó. Và trong ngày hôm nay, một lần nữa chúng tôi xin mời ban giám khảo chúng ta chuẩn bị để bắt đầu cho phần chấm điểm.